Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một cái video trong chuyên mục nước hoa clone. Và chai nước hoa mà mình muốn giới thiệu tới ngày hôm nay đó chính là chai nước hoa 360 Red của nhà Piri Ellis. Thì hãy cùng mình xem đây là mùi hương giống với mùi hương nổi tiếng nào. Và mình sẽ nêu những cái cảm nhận, những cái đánh giá về điểm mình thích và điểm chưa thích, cùng với cái giá của nó, xem là chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không nha. Trước khi vào review về ngoại hình cũng như là về mùi hương thì mình phải nói rằng là chai nước hoa 360 Red của nhà Piri Ellis này nó giống với chai nước hoa Acqua di Gio phiên bản Pearl Home hay gọi là gió trắng. Một chai nước hoa đã rất là nổi tiếng và là chai nước hoa bán chạy nhất hành tinh. Thì chai nước hoa đó thì gần như là mình nghĩ rằng là bạn nào dùng nước hoa thì bạn cũng đều biết tới mùi hương đó, ít nhiều các bạn đều ngửi rồi. Nên là nếu như bạn nào đang tìm hiểu là mùi hương đó như nào thì mình sẽ miêu tả nhanh, đó là một cái mùi hương citrus cùng với một chút mặn mặn của nước biển, một cái mùi hương rất là phù hợp xài vào hè. Và đó là chai nước hoa khởi đầu cho tất cả đàn ông trên thế giới, từ nước ngoài cho đến Việt Nam ai cũng đều phải sử dụng qua chai nước hoa Acqua di Gio phiên bản Pearl Home đấy. Và đây là một cái mùi hương nó giống đến tầm 90% với chai nước hoa đó. Thì trước tiên mình sẽ đi đến cái phần ngoại hình của chai nước hoa này. Thì như các bạn thấy rằng là nó có một cái hộp rất là đẹp đây. Hộp này nó làm bằng giấy ở kiểu bìa cắt tông ấy đó, và cái chai nước hoa thì nó có thiết kế màu đỏ, rông rất là dài, chỗ này ở tầm 20-30 phân, và cái phần nắp này thì được thiết kế bằng nhựa. Nắp này thì trông hơi tàu ấy. Về cái phần vòi xịt thì đợi mình chút để mình sẽ xịt thử, tại vì cái vòi này mình đã xịt rồi. Vòi xịt nó ở mức chấp nhận được rồi. Đây các bạn, mình sẽ zoom gần vào cho các bạn nhìn nhá. Đó các bạn nhìn đấy, trông chai nó hơi buồn cười, thiết kế nó thế nào ấy. Thì bạn nào thích cái thiết kế này thì các bạn hãy comment bên dưới, hay là bạn nào không thích thì các bạn cũng comment bên dưới cho mình biết nhá, xem thiết kế này các bạn nó có phù hợp với nước hoa của nam hay không. Về cái mùi hương thì như mình đã nói ở bên trên ấy, chai nước hoa 360 Red này nó giống đến tầm 90% chai nước hoa Acqua di Gio phiên bản Pearl Home hay gọi là gió trắng ấy. Nên là mình sẽ nêu ra những cái điểm khác nhau mà mình nhận thấy ở chai nước hoa này. Thì khi mới xịt ra, chả cần mới xịt đâu, các bạn ngửi vòi thôi các bạn thấy rằng là nó rất giống với Acqua di Gio rồi. Nhưng mà khi mới xịt ra thì các bạn sẽ thấy đúng cái vai của Acqua di Gio, nhưng mà có một chút gì đó bạn sẽ thấy là mùi hương này có phần nồng hơn. Nhưng mà cá nhân mình nhận thấy rằng là nó không thực sự quá là nồng gắt như những cái mùi hương kiểu làm giống những chai nước hoa khác, mà cái phần nồng gắt ở đây nó làm cho mùi hương trở nên sâu và dày hơn. Thì cụ thể nó là ở cái nốt hương tiêu, gia vị, biết thứ cuối cùng, nó làm cho cái mùi hương của 360 Red này dày hơn và sâu hơn rất là nhiều so với phiên bản Acqua di Gio Pearl Home. Mở đầu mặc dù rất là thích nhưng mà nó có phần hơi nhạt nhòa, hơi hững lại cho mình. Và dry down của chai nước hoa 360 Red này với Acqua di Gio Pearl Home thì nếu ở Acqua di Gio Pearl Home ấy, thì các bạn nhận thấy một cái mùi hơi kiểu tanh tanh lờ lợ một chút thôi, không nhiều như những cái bản Acqua di Gio Profumo hay là những cái phiên bản sau, mà các bạn vẫn thấy cái DNA rất đặc trưng của cái dòng Acqua di Gio đấy. Nó là một cái mùi aquatic hơi kiểu tanh tanh, hơi kiểu lợ lợ một chút nhưng mà không bị quá nhiều. Thì ở 360 Red này nó lại không phải là có cái nốt hương aquatic, mà các bạn sẽ thấy là cái vai, cái hướng là mùi citrus cam quýt ở đây có phần giống, nhưng mà cái mùi hương tiêu tiết các thứ về sau nó sẽ dày hơn. Và dry down của chai nước hoa này thì mình cảm thấy rằng là nó nam tính hơn bởi những cái nốt hương như là vetiver, một chút hơi khô khô, một chút gia vị. Thì mình, cá nhân mình thấy rằng 360 Red là một cái mùi hương có cái sự khác biệt. Dry down về sau thì nó có phần khác biệt hơn và nó có phần nam tính và nó có điểm nhấn hơn, nó không nhạt nhòa mờ nhạt như Acqua di Gio phiên bản Pearl Home. Và cũng chính vì những cái nốt hương nặng đô hơn cái phiên bản Acqua di Gio kia thì mình thấy rằng là em này được bám tỏa tốt hơn Acqua di Gio rất là nhiều. Khi mà Acqua di Gio ở trên da mình căng đét chắc được tầm 7 tiếng, còn không thì cứ đều đều 5-6 tiếng như vắt chanh thôi. Và độ tỏa hương thực sự là nó không tốt. Nhưng mà với 360 Red này, một cái mùi hương có vai giống đến 90% nhưng mà được điểm thêm bằng gia vị, bằng vetiver, bằng những cái nốt hương nó dày hơn, thì 360 Red này nó
bám trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Lúc nào cũng phải trên 7 tiếng chứ không kiểu em cố lắm em được 7 tiếng, không kiểu đấy. 360 Red này nếu như các bạn xịt thì chắc chắn rằng là nó sẽ đảm bảo trên da các bạn tầm trên 7 tiếng đổ lên. Và mùi hương của nó tỏa thì rất là tốt. Tại vì mình đã từng side by side hai mùi này với nhau và gần như rằng Aquadizo không có một cửa nào luôn. Nên là 360 Red mình đánh giá về cái độ bám tỏa cũng như độ lưu hương ở trên da nó tốt hơn Aquadizo rất là nhiều. Còn về giá tiền của em nó sẽ rất là bất ngờ. Tại vì nếu như Aquadizo phiên bản Per Home nó có giá trên thị trường tầm 1,5 triệu thì em này như các bạn order nước ngoài thì theo với giá mình hôm trước mình xem thì nó tầm 20 đô và tầm 600-700 nghìn, rất là rẻ, chỉ bằng 1/3 trên nước hoa Aquadizo thôi. Và cái phiên bản 200ml to hơn này gấp đôi thì nó có giá cho tầm 1 triệu, hơn 1 triệu một chút. Về cái độ tuổi và cái phong cách sử dụng thì mình nghĩ rằng là chai nước hoa này nó có giá khá là rẻ nên là những người để tiếp cận nó có thể là những bạn học sinh, sinh viên, các bạn xịt mùi hương này cũng được. Tại vì mình cũng ngửi thấy cái mùi hương Aquadizo phiên bản Per Home kia ở cái môi trường học sinh, sinh viên. Các bạn nhiều bây giờ, các bạn học sinh, sinh viên cũng rất là có điều kiện, các bạn xịt nước hoa, các bạn chú tâm đến ngoại hình hơn thì đến tầm cấp 3 thôi là các bạn đã xịt được mùi hoa rồi. Và cái Aquadizo nó là một cái mùi hương khởi đầu rất là tốt nên là em này cũng rất là phù hợp. Mình nghĩ rằng là tầm 16-17 tuổi là có thể xịt được mùi hương này rồi. Và cái độ đa dụng của em nó thì cũng rất là tốt. Tại vì nó không bám tỏa kém như Aquadizo, để mà các bạn chỉ có thể xịt được buổi sáng đến chiều xịt lại, thì em này có thể các bạn có thể xịt được cả ngày. Và em này thì vì cái độ bám tỏa nó cũng tốt hơn nên là các bạn có thể xịt vào những ngày trời thu mát mát cũng được, khá là ok nếu như các bạn thích là những cái mùi hương sạch sẽ như kiểu Fruity, Citrus các thứ đó. Và em này thì mùa hè chắc là rất là ok. Còn nếu như các bạn không thích những cái nốt hương nó nồng nàn thì các bạn chỉ cần giảm số lượng xịt thôi ngôi, rất là ok. Tại vì với cái tầm giá và một cái mùi hương nhận được thì em nó quá là tuyệt vời. Về cái điểm mà mình không thích ở chai nước hoa này thì chắc có lẽ mỗi là ngoại hình thôi. Tại vì với cái mùi hương, với cái tầm giá thì em nó đã quá là tốt so với phiên bản Aquadizo Per Home rồi. Có mỗi cái vấn đề là cái thiết kế phần vỏ này trông hơi tàu. Cái nắp này là bằng nhựa các bạn ạ, trông tàu. Thứ hai là chả hiểu sao thiết kế dài nhỉ, trông như ở đồ chơi các chị em phụ nữ ấy. Mà cái thiết kế này ấy, nó sẽ rất là khó khăn cho việc các bạn mang đi, mà các bạn muốn kiểu mang đi du lịch hay là các bạn để trong túi, tức các bạn muốn xịt lại các đi 1-2 ngày ấy. Thì cái này tiên đang kiểu đông người, ông rút này ra người ta sẽ gây hiểu lầm ấy đó. Còn nếu như bạn không ngại thì chả sao cả. Mình thì mình nghĩ rằng là một mùi hương như này mang đi cũng chả sao, tự nhiên kiểu khoe ôi trời, ta xịt Aquadizo này, ta xịt cái mùi này còn ngon hơn Aquadizo mà giá chỉ bằng 1/3 thôi. Đấy, anh em có cái để khoe. Vậy thì chốt lại, có nên mua 360 Red của nhà Pirelli hay không? Thì mình phải chắc chắn rằng là nên mua em nó. Tại vì nếu như mình biết đến chai nước hoa này trước cái chai nước hoa Aquadizo phiên bản Per Home thì mình sẽ mua em này. Mình đảm bảo các bạn luôn, mình sẽ mua em này và mình không sờ đến Aquadizo luôn, không sờ đến cái phiên bản giò trắng kia luôn. Mặc dù là em nó thương hiệu tốt, xây dựng rất nhiều hình ảnh, nhưng mà đây là một cái phiên bản mà mình nghĩ rằng cải thiện rất là tốt rồi. Nên là nếu như các bạn nào mà đang phân vân không biết là nên mua Aquadizo không thì các bạn hãy thử bản này, rất là rẻ mà rất là phù hợp với anh em học sinh, sinh viên. Mùi hương cũng rất là giống nhau đó. Nên là nếu mà mình thì mình chắc chắn là sẽ mua phiên bản này. Có phiên bản Aquadizo phiên bản Per Home kia nhạt nhòa, bám quả kém, thôi bỏ sang một bên, mua em này nhá. À, có một cái điểm mà mình không thích ở chai nước hoa này nữa, đó là em này mua ở Việt Nam hơi khó nên là các bạn chỉ có thể order ở nước ngoài thôi, trên kiểu Amazon hay là eBay hay là ở những cái trang kiểu Fagernic ấy, các thứ thì các bạn có thể mua được. Ở Việt Nam em này tìm hơi khó, tại vì mình tìm cũng phải một thời gian mãi mới có người bán cho mình chai nước hoa này. Và đó là cái cảm nhận của mình về 360 Red của nhà Pirelli này. Thì nếu như bạn nào là fan của giò hay là các bạn nào đã từng sở hữu chai nước hoa này thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mọi người cùng biết nha. Mình chắc chắn rằng đây là một chai nước hoa rất là phù hợp với những bạn học sinh, sinh viên điều kiện kinh tế còn kém. Và nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nha. Tại vì mỗi một like, mỗi một share, mỗi một subscribe của các bạn đã là một cái niềm ủng hộ rất lớn đến mình, để mình có thể làm thêm nhiều video hơn, hay hơn và chất lượng hơn để các bạn biết tới nhiều chai nước hoa mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.